Mình giới thiệu đây là cái mùng của mình mới làm xong. Bây giờ nó buồn cười tả xong luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó ăn nha. Kiểu mút này. Bây giờ chúng ta bật nhả đó là bây giờ là tiếp có cái này. Cái gì đấy? Là cái bút kẹo đó. Ăn không nhai à? Nó bị rơi quá các bạn ơi. Sai của mình thì các bạn cái lúa nha, cái lúa kiệu đấy các bạn ạ. Đấy là quay xiên nha. Các bạn ơi, ăn bánh này là no quá rồi. Bye bye các bạn.